Xin kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với vùng biển Hải Ngư Vĩnh Châu để tham quan ngôi miếu bà Thiên Hậu. Ekip đã có cuộc trò chuyện với người chăm sóc cho ngôi miếu mà người dân thường hay gọi là ông Từ. Chẳng biết ngôi miếu có từ khi nào, nhưng theo lời ông thì ba đời nhà ông đã ở và chăm sóc cho ngôi miếu này. Thời gian chắc chưa một ai, rồi tất cả chúng ta sẽ là tích xưa. Ông được người xưa kể lại rằng Vĩnh Châu là một nơi có chiều dài diện tích tiếp giáp với biển. Rất nhiều người sinh sống bằng nghề ra khơi đánh bắt hải sản. Trong một lần chạy lưới thì đã vô tình vớt được một tượng Phật có 8 tay và một tượng bà Thiên Hậu. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc vận chuyển nên người dân đã để lại hai bức tượng ở ngoài khơi mà không mang về. Bằng sự linh thiêng của cả hai bức tượng, không lâu sau người dân lại thêm một lần nữa vô tình vớt được hai bức tượng này và đã quyết định mang vào bờ lập miếu thờ cúng. Thế nhưng khi vận chuyển vào đất liền thì từ trên chiếc xe bò chuyên chở hải sản của người dân, cả hai tượng đều rơi xuống đất. Người qua Vĩnh Châu vốn dĩ rất tin vào sự linh thiêng của bà Thiên Hậu nên họ tin rằng bà muốn an vị tại vùng đất này nên lập một miếu thờ hướng ra biển. Từ đó về sau, người dân trước khi ra khơi đều vào miếu thắp nhang cầu nguyện cho chuyến ra khơi được thuận buồm xuôi gió. Và bắt đầu từ năm 1997 cho đến nay, ngôi miếu đã được trùng tu càng ngày càng khang trang hơn, là một nơi văn hóa tâm linh để người dân hành hương, cầu nguyện và cũng là nơi có cảnh đẹp lý tưởng để mọi người cùng check-in.